lớn à? Em tiến vừa vào à?
nhiều cỏ dã man ấy. Cái chỗ này nhiều cỏ quá. Làm chắc là qua mấy lần nữa là nó sẽ hết. Ôi, nóng quá. Hello mọi người, vừa vào room nha. Nhà bác không bán gà. Gà chỉ để phục vụ cho gia đình thôi. Không có bán gà nhá. Hello mọi người, vừa vào room. Đúng gà này. Đây, chúng nó đang 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 ấy đây mọi người, chúng nó đang kiểu gọi là tận dụng cơ hội đấy, thấy không? Đây là còn chưa về hết đấy nhá, còn những cái con bé bé không biết đâu, mấy cái con vịt kia bị sổng ra đấy, nghe cứ nghe tiếng máy là chúng nó tìm đường ra, mọi người thấy ghê không? Cứ nghe tiếng thấy tiếng máy là chúng nó tìm đường ra không? Thế là mọi người vừa vào luôn nha. Nóng quá, nóng quá. Làm nốt cái chỗ này để mai trồng cây. Cái chỗ này cày em, mọi người biết không, nhiều lúc mà em đi chậm ấy thì là em cào cái đất này phun tuyết. Sai ta. Mọi người ngồi đây nhá, em làm nốt nhá. Đây này, cái sau này là em cũng giống như anh nghe nghe tiếng em trên Bigo thì anh tìm đường vào thôi á hả? Hay quá hả? Hay quá ha? Này này này, mọi người nhìn thấy không, mấy cái con gà này này đấy, gà này, gà thiến thì sao, gà thiến rồi đây này, có mấy bao nhiêu con này ấy, có khoảng 90 con gì đấy. Đâu rồi, kia kia, ngoài kia kìa. Có khoảng 90 con gà này này. À, nghĩa là gà nó cũng kiểu như là gà cũng kiểu giống anh đúng không? Anh giống gà đúng không? Nhiều cái chưa? Nhiều việc. Nó cứ nghe tiếng máy là bắt đầu nó chui vào đây. Làm nốt ha. Làm xong cái này để mai còn trồng cây á. Không ý á, chết hết cây thì thôi, mai trồng cây ăn quả ở đây mọi người. Đây là ngứa ngứa. Chuyện này chắc còn nắng nữa không? À còn ấy nữa không? Hay cứ đợi cần nắng rồi. Em đợi nắng quen rồi. Thế là mọi người vào luôn nha. Đây mọi người vào đây chờ em cày á. Em cày nốt nhá. Mọi người ở đây nhá. Ôi nhầm, quên. Mình tắt máy hồi nào mình không nhớ. Lại phải nổ lại. Lại phải nổ lại máy này. Mọi người ơi, chia sẻ like hộ em đi. Ôi chết em. Quên mất chút. Không nhớ mở ga lên. Trời ơi, bực quá. Lại phải quay lại.
mở ga lên lại phải quay lại mọi người.